học hai vui không? Vui quá. Rồi. Mọi người truyền hình trực tiếp theo dõi một cái trường hợp của một cái bác lớn tuổi có cứng khớp từ lâu rồi. Vừa rồi đã là dùng cái phương pháp mà mở thông mạch máu và bây giờ là tiếp tục là xoay gối. Thì lâu quá rồi không có cử động cho nên bà là rất là đau đớn nhưng mà sẽ cố gắng. Chưa chạy bộ được. Chúng ta tiếp tục theo dõi. Nằm thẳng người rồi. Bỏ tay xuống, nằm sấp rồi. Nằm thẳng xuống. Đó, hai tay này cũng nằm thẳng xuống. Rồi. Đau quá. Và trước đó là bà đi rất là khó khăn. Còn bây giờ là hồi nãy giờ đã điều chỉnh khớp gối bà rồi. Thì bây giờ bắt đầu là tiếp tục là giải quyết cái xoay chân nữa. Và như vậy là nên khuyên bà là chịu khó chườm gối. Chườm cái gan ha và chịu khó chườm thêm ban ngày á, chườm thắng thêm cái khúc gối để cho nó mềm dần và thường xuyên sau này mình thành lập cái nhóm á, thường xuyên đến đây á, mình điều chỉnh mỗi ngày chút chút á, để cho cái khúc gối nó mềm ra. Bây giờ khúc gối bà cứng lắm rồi, bà bị cái khúc gối này đi khó khăn thì là bao lâu rồi? Mấy năm rồi thằng bé. Rồi một cái cây chuồn chạy. Mấy năm rồi? Hỏi nên mấy năm mà cái khớp gối này mấy năm? 20 năm. 20 năm rồi. Thấy không? Đó. Chúng ta thấy là bà ở đây ở nước Úc này bao lâu rồi? 36 năm. 30 mấy năm rồi. 20 năm là coi như là đau khớp gối. Thấy không? Đấy. Cho nên chúng ta mới thấy là một cái nền y học tiên tiến chưa chắc đã giải quyết được rồi, cho bà. Bà xong rồi. Bây giờ gài nút quần là xuống. Rồi bây giờ xuống coi bà đi. Bà đi như thế nào? Từ từ. Phan để cho tôi đi qua kia. Đấy. Rồi sau khi mà tác động cho bà xong thì mọi người xem bà đi trở lại. Rồi đưa ra ngoài rộng rãi. Rồi đó được rồi. Anh quay ngang lại. Rồi, đó. Rồi ngồi xuống. Ngồi bẹp luôn. Tự ngồi bẹp đi. Không, bây giờ anh phải nắm mới được, không có để bà ngồi bẹp được. Rồi. Phải ngồi bẹp cái mông xuống. Ráng ngồi bẹp xuống. Rồi, anh đứng cái chân đàng hoàng. Không, anh bên đây. Anh lại anh đứng giùm ông này, ông đứng hồi sáng ông té rồi. Ông đứng không đúng đúng. Rồi. Xuống. Là bật cửa ta làm được. Rồi bây giờ nói 1 2 3 đứng dậy nha. 1 2 3 đứng dậy. Rồi. 1 2 3 đứng dậy. Rồi ngồi xuống. Ngồi xuống. Bây giờ là thấy mềm hơn hồi nãy ha. 3 đứng dậy. Rồi, ngồi xuống. Rồi, 1, 2, 3, đứng dậy. Rồi, ta bây giờ rồi. Dở cẳng lên đi. Đi, dở cẳng lên mót. Dở cao chân lên. Dở cao lên. Đó. Đi, đó. Dở cao lên đi. Rồi, đứng đó. Đứng đó. Bây giờ ngồi xuống thử coi. Không, tự ngồi xuống tới đâu, hay tới đó. Đó. Rồi, quang hô. Rồi. Rồi, giỏi quá rồi. Đứng dậy, coi một cái micro. Rồi, bây giờ bà đi tới nữa đi. Đi tới nữa, cho bà đi chạy tới nữa, đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Rồi, đi ngược lại lần kia. Chạy đua. Đi ngược lại. Rồi, vô. Chạy đua. Quang hô. Chạy đua. Rồi. Chạy đua, rồi, ô, hai.
giỏi quá. Rồi, tốt rồi. Rồi, rồi phỏng vấn mình được rồi. Là tên gì, tuổi bao nhiêu tuổi, bệnh 20 năm như thế nào, rồi bây giờ phản biệt được cảm nhận như thế nào, có mừng không, có vui không? Dạ, cảm ơn. Tôi là một người qua 75 tuổi, bệnh nay cũng đã 20 mấy năm rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ tôi thấy bắp thì đau thiệt, nhưng mà đấm vô thì thấy khỏe nhiều. Dạ, tôi ngồi xuống cũng đỡ nhiều, đi thì thấy nó nhẹ cái chân nhiều lắm. Dạ, tôi cảm ơn quý thầy và các đồng nhiều. Ba chị em. Đây là ba chị em. Tôi là biết cái chương trình này. Tôi biết chương trình này là tôi nhất định ta là dẫn chị hai tới. Chị hai tới đây chị xong hết rồi. Giờ hôm nhất định nó kêu chị ba tới. Chị cũng tới ra đây để nhất định chị mới tới. Chị cũng chị bệnh mà chị mới tới. Rồi. Rồi. Dạ, mà bác thấy sao sau khi được thấy người nhà được chữa? À, tôi thấy em tôi và chị tôi được bệnh thì tôi rất mừng. Dạ. Dạ. Cảm ơn quý thầy chỉ dẫn dành cho chị là rất là tốt. Rất nhiều. Dạ. Bây giờ hai chị em có thể chạy đua nhau được không? Hồi nãy bà rồi chạy đua với tôi, giờ hai chị em chạy đua đi. Đó, anh tránh qua đây giúp. Giờ hai chị em cởi áo ra luôn. Rồi. Cởi áo ra chạy không? Rồi mọi người á là nhìn đây động viên. Hai em bác này bị bệnh là 20 năm nay rồi. Và bây giờ là ngon lành. Rồi, hoan hô. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.